Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Những năm qua, huyện Kim Động đã chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng phong trào tại cơ sở, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Hơn 10 năm nay, các thành viên tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, các cựu chiến binh thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động với tinh thần tự nguyện ngày 2 buổi sáng chiều thay nhau trực hướng dẫn điều tiết giao thông tại nút giao thông Chợ Ngàng. Nhờ đó đã hạn chế được tình trạng ách tắc tại nút giao thông này, nhất là khi tan tầm, tan học. Tổ tự quản chúng tôi tham gia từ năm 2006, xuất phát từ cái tâm của anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn đóng góp, tham gia thêm với xã hội là chúng tôi còn sức khỏe, thì anh em chúng tôi còn cống hiến. Xã Phạm Ngũ Lão, đơn vị được tỉnh Hưng Yên chọn là mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, hưởng ứng tham gia nhiệt tình của người dân, tinh thần trách nhiệm cao của công an và lực lượng an ninh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định. Chúng tôi phân công từng cán bộ phụ trách từng thôn, làm tốt công tác vận động quần chúng. Nhân dân có việc cần thì lực lượng công an đều có mặt, việc khó thì công an cũng đều tham gia tích cực và từ đó tạo cái niềm tin. Nhân dân rất yên tâm, trộm cắp vặt hay là cờ bạc là không bao giờ có. Những người lạ người ta đến có khi là có cái là lừa lọc, thì dân người ta đều cảnh giác và đều thông báo cho nhau. An ninh trật tự tại khu vực tương đối là tốt. Các hộ gia đình kinh doanh hoặc là những người dân đã lắp rất nhiều camera liên kết với nhau bằng những cái số điện thoại, nếu như có xảy ra thì thông báo nó rất là dễ, nhanh chóng. Đến nay, trên địa bàn huyện Kim Động đã có 199 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hòa giải. Trong đó, nhiều mô hình mới như mô hình camera đảm bảo an ninh trật tự, mô hình 4 cộng về quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư, không vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, lồng ghép các nội dung của các phong trào với các cuộc vận động, tạo hiệu ứng tích cực để phong trào có sự lan tỏa trong đời sống nhân dân, đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững. Những kết quả trên là cơ sở quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Kim Động, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc phòng tại địa phương, góp phần cho việc phát triển kinh tế và bảo vệ đảng, chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia.